Tịch nước Nguyễn Minh Chiết có nói đại ý là nếu bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Vậy thì ông nghĩ sao về phát biểu này ạ? Trước hết phải khẳng định rằng đã sinh ra trong đời là để sống chứ không phải để chết, và vì thế tự sát họa là hành vi của kẻ tâm thần bệnh hoạn. Tuy nhiên sự sống không bao giờ sáu điều mà ngược lại luôn thực tiễn, nghĩa là không phải cứ hô mình vạn tuế là mình không thể chết, mà ngược lại dám nhảy vào chỗ chết thì lại ra đất sống. Vấn đề là ai tự sát trong phát biểu này của chủ tịch nước Minh Chiết, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, là dân tộc Việt Nam hay Đảng Cộng sản Việt Nam? Nếu đó là dân tộc Việt Nam thì phát biểu này là hoàn toàn ngô nghê ngớ ngẩn, vì dân tộc Việt Nam tồn tại từ 4.000 năm nay, trong khi điều 4 hiến pháp Việt Nam mới tồn tại non hai thập kỷ này, từ 1992. Vậy chỉ có khả năng chủ thể của tự sát trong phát biểu của chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết ấy là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên trong một cái chế độ dân chủ, ai mà nói đảng cầm quyền rời bỏ vị trí đang nắm giữ là tự sát thì ắt bị trẻ nó cười vào lỗ mũi. Thế nên một cái âm hưởng sợ chết đến như vậy chỉ có thể toát ra từ những bạo chúa, từ những kẻ cầm quyền phạm tội ác, chống lại chính dân tộc, chống lại chính nhân dân mình. Vì vậy, phải chăng Đảng Cộng sản, hay chính xác hơn ban lãnh đạo đảng là thuộc trường hợp này? Thì điều không thể chối cãi là bằng việc tiếp tay cho Trung Quốc xâm lược cả mềm lẫn cứng lãnh thổ của Việt Nam qua việc cho các công ty nước này hoặc là trá hình khai thác bauxit tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên và thuê trong 50 năm đấy hàng 400 hecta rừng, đa phần giảm giới cái nước phương Bắc có thâm niên bệnh chứng này, là bằng cái sự đớn hèn trước cái sự lấn lướt và đe dọa xâm lược vũ trang của Bắc Kinh tại những cái vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bằng tham nhũng siêu nghiêm trọng từ tham ô trực tiếp tài sản quốc gia đến vay bừa tiêu vung để nhiều thế hệ người dân sẽ phải e cổ trả nợ, bằng cướp đất của người dân, đặc biệt của nông dân, trả làm cái kiểu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, bằng bóp nghẹt những quyền cơ bản của công dân được hiến pháp bảo hộ, như là quyền tự do báo chí này, quyền tự do ngôn luận, quyền được thông tin, quyền biểu tình, quyền đình công, quyền giữ gìn nơi thờ tự của các tín ngưỡng. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng đang đi ngược lại 180 độ lợi ích của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam. Chính bởi những hành vi phản nước hại dân siêu nghiêm trọng ấy mà sự tiêu vong của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kéo theo sự tiêu vong của đảng với tư cách là tổ chức đấy là có thể nhìn thấy trước. Vì vậy thì nỗi hãi hùng, thậm chí hoang loạn của chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đại diện cho ban lãnh đạo đảng trước cái viễn cảnh này là hoàn toàn có cơ sở. Vì vậy để tránh bị triệt tiêu thậm chí một cách tê thảm đấy, thì ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác là phải quay về với dân tộc, quay về với nhân dân bằng cách tự phá bỏ quy chế độc tài của bản thân và thực hiện một cái nền chính trị đa đảng. Và lại đa đảng là cội nguồn, là đường lối của chính Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh sau này để sáng lập. Thưa tiến sĩ, ông căn cứ vào đâu để xác quyết như vậy, trong khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng khi đi thăm Ấn Độ mới đây đã khẳng định đại ý là Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan có chế độ đa đảng ạ? Chính sử của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ là tháng 2 năm 1930, dưới cái sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đảng theo đề tài quốc tế là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Như vậy, đa đảng không những là thực tại khách quan của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, hơn thế nữa, đa đảng đã đẻ ra chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn trong bốn cái bản hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy, bản 1946, 1959 mà cha tôi Bộ trưởng Cụ Lý Cận là Tổng thư ký Ủy ban soạn thảo, và bản 1980, bản 1982 đấy, thì không có bất cứ cái điều nào, khoản nào quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng phái chính trị duy nhất ở Việt Nam. Không kể Quốc hội khóa 1 bao gồm thành viên của nhiều đảng phái chính trị như là Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, tức là Việt Minh, Đảng Dân Chủ Việt Nam, Quốc Dân Đảng, tức là Việt Quốc, rồi Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, tức là Việt Cách, đấy, Đảng Dân Chủ và Đảng Xã hội, thì hoạt động
hoàn toàn hợp pháp dưới chính thể Việt Nam Cộng sản cho đến năm 1988 là thời điểm hai đảng này tuyên bố tự giải thể cho dù là bất đắc dĩ. Không những thế, Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Nghiêm Xuân Yêm và Tổng thư ký Đảng Xã hội Nguyễn Xiển vẫn còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. Trên bình diện quốc tế thì trừ kể Việt Nam và trừ Cuba, này, Triều Tiên, Lào, Syria, Turkmenistan và Eritrea theo cái chế độ độc đảng mà hầu hết thuộc diện quốc gia kém phát triển nhất này, thì cái con số 185 quốc gia thực hiện chế độ đa đảng chiếm 97% thành viên Liên Hợp Quốc cũng đã đủ chứng minh đa đảng và thực tại bao trùm là sự cần thiết khách quan đối với mọi quốc gia trong thế giới hiện tại. Cũng cần nói thêm rằng là ở Trung Quốc ngoài Đảng Cộng sản còn có 8 đảng phái chính trị khác song song tồn tại. Do đó, với cái phát biểu Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan có chế độ đa đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng từng là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đương kim Phó trưởng tiểu ban thường trực tiểu ban cương lĩnh và báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 này, không chỉ cho thấy ông này quái âm thay hoặc là lú lẫn hoặc là thực hiện cái chính sách đa điều, tức rút đầu cát để khỏi nhận chân sự thật đang diễn ra xung quanh, mà nghiêm trọng hơn đã xuyên tạc trắng trợn lịch sử dân tộc Việt Nam đương đại, xuyên tạc trắng trợn lịch sử của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cách khác ấy, việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay khăng khăng chống đa đảng, dứt khoát là hành vi phản bội dân tộc, phản bội ngay chính Đảng Cộng sản Việt Nam, phản bội ngay chính Hồ Chí Minh. Một sự bồi phản như vậy chắc chắn không chỉ nhân dân Việt Nam không dung ấy, mà hàng triệu đảng viên Cộng sản bản thân Hồ Chí Minh nếu quả thật là sống mãi như khẩu hiệu của đảng đấy, không tà. Do đó, tôi nhắc lại một lần nữa, quay lại chế độ đa đảng là con đường sống duy nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa tiến sĩ Cổ Huy Hà Vũ, giả sử Đảng Cộng sản Việt Nam làm theo như ông nói thì có thể có những kịch bản nào xảy ra? Trong trường hợp đó, tự chung có hai kịch bản sau cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, Quốc hội chủ động hủy bỏ điều 4 hiến pháp và tổ chức tổng tuyển cử với sự tham gia của mọi đảng phái chính trị được tự do thành lập mà người đăng ký sẽ là tòa án tối cao. Nếu kịch bản này xảy ra đấy thì tôi tin chắc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được vinh danh bởi toàn thể người Việt Nam trên toàn thế giới, kể cả những người chống cộng cực đoan nhất. Thứ hai, căn cứ khoản 14 điều 84 hiến pháp đấy, thì Quốc hội quyết định trưng cầu dân ý về điều 4 hiến pháp và về quyền bình đẳng của các đảng phái chính trị trong việc sử dụng các phương tiện tài chính và truyền thông của nhà nước trong vận động bầu cử Quốc hội. Sở dĩ tôi đưa vào trưng cầu dân ý cái nội dung thứ hai vì đây là điều kiện tiên quyết để bầu cử Quốc hội không trở thành màn độc diện của Đảng Cộng sản như đã từng, để bầu cử đa đảng không trở thành hữu danh vô thực. Thực vậy, ở Việt Nam không có báo chí tư nhân, mọi phương tiện truyền thông đều nằm trong tay nhà nước, tức trong tay Đảng Cộng sản. Do đó, nếu ứng viên của các đảng phái chính trị khác không được tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng, tức không có cái cơ hội trình bày cương lĩnh tranh cử của mình trước cử tri rộng rãi đấy, thì thất cử trước ứng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là không phải bàn cãi. Tiếp sau trưng cầu dân ý thì Quốc hội sẽ tổ chức tổng tuyển cử với sự tham gia của mọi đảng phái chính trị được tự do thành lập mà nơi đăng ký như tôi đã đề cập đấy là tòa án tối cao. Cả hai kịch bản đều để ngỏ cửa cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước cũng như dành một lối thoát danh dự cho đảng trong trường hợp đảng không giành được tín nhiệm của đa số cử tri. Vậy thì theo ý tiến sĩ thì trong hai kịch bản này thì cái nào khả thi nhất ạ? Cá nhân tôi không cho rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có đủ dũng cảm và tự tin để đi theo kịch bản đầu. Vậy chỉ có kịch bản thứ hai là khả thi. Tuy nhiên, ngay cả kịch bản này để diễn ra một cách nghiêm túc và thực chất thì cũng phải có điều kiện đi kèm. Điều kiện nào vậy thưa tiến sĩ? Với kinh nghiệm của một người đã từng tranh cử đại biểu Quốc hội với tư cách ứng cử viên độc lập, tôi khẳng định một lần nữa rằng Quốc hội Việt Nam gọi là do dân bầu nhưng thực tế là do Đảng Cộng sản đã chọn sẵn. Thực vậy, tuyệt đại đa số người tự ứng cử tức không được do đảng chọn ấy, đều bị ban tổ chức bầu cử loại bỏ ngay từ vòng ngoài bằng những thủ đoạn có thể nói là vô liêm sỉ nhất. Chẳng hạn,
luật bầu cử quốc hội quy định là lấy ý kiến cử tri của tổ dân phố nơi ứng viên có hộ khẩu thường trú, mà ai cũng biết rằng ở Việt Nam cái hộ khẩu thường trú đấy chỉ có một. Thì trong kỳ bầu cử quốc hội năm 2007 thì Mặt trận Tổ quốc phường Điện Biên lại đạp lên luật triệu tập cử tri của 4 tổ dân phố thay vì của 1 tổ dân phố nơi tôi có hộ khẩu thường trú, tức vượt khung 2-1 chẳng chột thì què để lấy ý kiến về tôi với tư cách ứng viên đại biểu quốc hội. Kết quả là ứng viên Cù Gia Vũ chỉ được tín nhiệm của 1/3 cử tri của 4 tổ dân phố và thế là bị loại một cách gọi là cực kỳ dân chủ. Đó chưa kể là những lời vu cáo của những người tôi chưa từng nghe tên thấy mặt, nhẹ nhất cũng là ứng viên không gương mẫu, vì chẳng thấy ứng viên tham gia quét rác đường phố, giọng thì hồng ngọc hậm hực hôn nền ngất lên ngất xuống như thể tôi là kẻ thù của giai cấp, kẻ thù của cách mạng trong các cuộc đấu tố địa chủ thời kỳ cải cách ruộng đất những năm 50 của thế kỷ trước, cũng vẫn do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức. Vì vậy, để không lặp lại màn tự biên tự diễn hay dân chủ giả hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam như trong bầu cử quốc hội, và để trưng cầu dân ý phản ánh chính xác và đầy đủ nguyện vọng của nhân dân ấy, thì cơ chế dân chủ này cần được tổ chức dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là thành viên đầy đủ. Việc Việt Nam mong muốn đưa quân đội nhân dân Việt Nam tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc ấy, càng cho thấy việc Liên Hiệp Quốc thực hiện giám sát trưng cầu dân ý ở Việt Nam là rất khả thi. Vấn đề còn lại là tài chính để tổ chức giám sát trưng cầu dân ý, thì tôi tin rằng Liên Hiệp Quốc sẽ không quá eo hẹp để có thể từ chối. Nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể chính danh lãnh đạo đất nước nếu giành được sự tín nhiệm của đa số thường cử tri thông qua trưng cầu dân ý dưới được tổ chức dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Xin cảm ơn tiến sĩ. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng của tôi, là xin trở lại với vụ công dân Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thưa tiến sĩ, vụ này đã đi đến đâu rồi ạ? Cho đến giờ thì chánh án tòa án tối cao Trương Hòa Bình không thụ lý, nhưng cũng không dám trả lại tôi đơn khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì không tìm nổi lý do để trả lại đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật. Rõ ràng cái việc chánh án Trương Hòa Bình ngâm đơn khởi kiện của tôi không những là hành vi trực tiếp phá hoại công lý, mà còn là hành vi tiếp tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xâm hại nghiêm trọng quốc phòng an ninh quốc gia, xâm hại môi trường và bản sắc văn hóa Việt Nam. Phải khẳng định một lần nữa rằng nước Việt đã hình thành từ 4.000 năm nay bằng xương máu và công sức của biết bao thế hệ người Việt, trong đó có đô chỉ huy sứ Cù Ngọc Sán, tổng chỉ huy của quân đội thời nhà Lê, được vua ban quốc tính, được triều Nguyễn sắc phong thân ấy, là bậc tổ nội của tôi ở xã Ân Phú, ở Đức Thọ, huyện Đức Thọ, nay là Vũ Quang, Hà Tĩnh. Khi địa danh được đặt theo danh ngôn dân ân quốc phú, tức là dân giàu nước mạnh. Còn có đại tư mã Ngô Văn Sở và 18 quận công họ Ngô là những bậc tổ ngoại của tôi ở xã Trảo Nha, Can Lộc, Hà Tĩnh. Địa danh được đặt theo cái câu xã Tắc Trảo Nha, tức nanh vuốt của quốc gia, do Chúa Trịnh tặng võ thần cự tộc họ Ngô ở cái mảnh đất này. Chứ tuyệt nhiên từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới hình thành để ban lãnh đạo đảng bây giờ muốn phá thì phá, muốn bán thì bán. Cũng cần phải nói rõ là cái vùng Hồng Sơn hay Hồng Lĩnh gồm 3 huyện Đức Thọ, Can Lộc và Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, với cư dân Việt Thường Thị hay Cộng Việt Thường Chính là cái cội nguồn, là tổ của Việt Nam ngày nay. Truyền thuyết hùng bàng và trăm chứng thì từ đó mà có. Ngoài ra, làm mất nước Việt Nam không chỉ làm mất những cái giá trị vật chất như lãnh thổ tài nguyên, mà còn làm mất những cái giá trị phi vật thể vô giá, mà ở đây là lịch sử, là văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt. Trong đó, cha tôi thi sĩ Uy Cận cùng bác ruột và là cha nuôi tôi thi sĩ Xuân Diệu đã đóng góp một phần không nhỏ. Do đó, bên cạnh thì tư cách công dân, thì với nghĩa vụ của con cháu trực hệ của tổ nước Việt, với nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ di sản cả vật chất lẫn phi vật thể mà gia tộc từ xưa tới nay để lại, thì Cù Huy Hà Vũ này quyết
chặn đứng và chấm dứt những hành vi xâm phạm hiến pháp và pháp luật, gây hiểm họa mất nước Việt Nam